Hội Doanh nghiệp Bỉm Sơn vừa tổ chức gặp mặt hội viên nhân dịp đầu xuân năm 2024. Năm 2023, cộng đồng doanh nghiệp Bỉm Sơn đã đoàn kết tiên phong đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, khẳng định vị thế trên thương trường. Nhiều doanh nghiệp đã nhận được cờ thi đua, bằng khen của chính phủ, giải thưởng doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu. Cùng với phát triển sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp Bỉm Sơn luôn đồng hành cùng thị xã trong công tác an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, qua đó đã tạo nên sự đoàn kết gắn bó giữa các doanh nghiệp. Đến nay, toàn thị xã đã có hơn 200 doanh nghiệp là thành viên của Hội Doanh nghiệp Thị xã, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ và Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân, trong đó có nhiều doanh nghiệp FDI. Với phương châm cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền vững, doanh nhân tài ba, quốc gia hưng thịnh, năm 2024, cộng đồng doanh nghiệp Bỉm Sơn tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, xây dựng tập thể ngày càng phát triển vững mạnh, nỗ lực sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao, góp phần xây dựng thị xã ngày càng phát triển phồn vinh, giàu đẹp. Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp Thị xã Bỉm Sơn đã kết nạp thêm 28 thành viên mới.